Hello, hello. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Có TV của mình nhé. Bữa trước mình có chia sẻ cho các bạn là một ít dòng đa châu Thái lá mít. Thì hôm nay mình lại về tiếp tục để cho các bạn có những cơ hội sưu tầm những giò lan tốt nhất, đẹp nhất để các bạn chăm từ bây giờ cho tới Tết thì chúng ta sẽ cho ra bông nhé các bạn nhé. Chứ gần Tết chúng ta mua những dòng này, thứ nhất nó rất là mắc tiền. Và những cái cây mà chúng ta chăm sóc ấy, từ thời do chính tay chúng ta chăm sóc thì mình thấy là những cái bông là những cây có sẽ có bông là đẹp nhất. Nhiều người hỏi như thế, bạn tư vấn cho mình cái dòng lan nào là hoa đẹp nhất, bông đẹp nhất? Thì mình trả lời rằng là những dòng lan do chính tay mình chăm sóc, do chính tay mình trồng thì khi nó nở ra thì đấy chính là những cây bông hoa đẹp nhất. Nên vì vậy mà mình thường thường mình ít khi mình mua mua lan về trưng lắm. Mình khuyên các bạn là chúng ta nên sưu tầm những dòng lan như này này. Chúng ta về trưng Tết này, à, chúng ta về về chăm sóc này thì khi nó ra bông thì nó sẽ lâu tàn và nó sẽ có ý nghĩa hơn nhé. Hiện tại bên mình bán một giò của đa châu Thái lá mít này này là 175 ngàn một giò nha các bạn nhé, chưa bao gồm phí ship vận chuyển. Và mỗi cây là từ 4 cặp lá trở lên nhé, có 4 cặp lá. Thứ nhất là đỏ, có 4 màu nữa, đỏ, trắng, đốm, bò sữa, và có 4 cặp lá và lá không bị lỗi. Màu mình sẽ để ở trên màn hình để cho chạy cho các bạn để lựa màu giúp mình nhé. Cây rất là đẹp. Khi chúng ta mua hàng chúng ta sẽ chủ yếu lựa là lá này và rễ các bạn nhé. Rễ rất là xanh, khỏe mạnh ha. Đó các bạn nhìn này, một màu xanh xanh này, đó. Lá này, bản lá đẹp này. Dòng lá mít là đẹp rồi, khỏi chê rồi. Mình sẽ đo thử rộng bản lá 4 đến 5 cm này. Khoảng cách giữa hai lá này là, ui cây này bự thế, 30 cm luôn. 29, 28 cm. Khá là to. Bốn sen, độ rộng của hai lá là 23 cm. Những cây này thường thường nó có 4 cặp lá rồi thì chúng ta trồng từ bây giờ cho tới Tết thì sẽ được khoảng độ là thêm 2 cặp lá nữa là thành 6 cặp lá. 6 cặp lá cây nó sẽ lúc đấy nó rất là bự, nó rộng cao như thế này, mất cao như thế này thì luôn nó sẽ cho ra bông từ trong những kẽ này nhé. Thì những cái bông đấy nó sẽ rất là thơm, dòng đai châu ngọc điểm rất là thơm. Còn nếu như bạn nào mà chưa biết cách trồng và chăm sóc lan ngọc điểm này đấy thì hãy ghé kênh của mình bữa vừa rồi mình có ra cái video và chia sẻ cách trồng chăm sóc lan đai châu ngọc điểm đấy, nó khá là đầy đủ, các bạn ghé thăm nhé. Thì như thế nó sẽ hạn chế cho các bạn về việc bị mất học phí và cây lan của các bạn nó sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu các bạn mà chưa biết gì thì có thể xem tham khảo nhé. Dễ các bạn này, đó, lá rất đẹp. Khoảng cách của độ rộng của lá thường thường là 4 sen này, 4 đến 5 sen này. Và khoảng cách giữa hai lá là rơi vào khoảng từ 23 cho đến 28, 29 nhé. Tùy theo màu, ví dụ như là cây màu trắng thường thường nó sẽ bự hơn, hoặc là cây màu đỏ lá sẽ nhỏ hơn. Cây được bên mình, các bạn mua hàng bên mình bảo hành, thứ nhất là cây không bị lỗi này, lá là lá mít này và 4 cặp lá trở lên này. Đó. Mình sẽ đo rất là tỉ mỉ cho các bạn nhé. Này, lá này 26, 27, nó rơi khoảng từ 23 cho đến 28, 29 cm nhé. Và độ rộng là 4 đến 5 cm. Đó. Tất cả những đơn hàng đi thì tất cả đơn hàng đi mình sẽ bọc báo như thế này này. Mình sẽ bọc kỹ lưỡng cho các bạn như này để hạn chế cái việc va đập mà cây của các bạn bị hư lan. Khi mà nhận hàng ấy thì các bạn cứ bỏ hết cái này ra, các bạn kiểm tra hàng xem có bị lỗi lá hay không nhé. Nếu mà lỗi lá thì các bạn gửi về giúp mình. Nếu mà nó đẹp như những gì mà mình chia sẻ cho các bạn như thế này thì các bạn hãy nhận hàng và thanh toán shipper giúp mình nhé. Mình chia sẻ thế nào thì mình bán nó như vậy chứ không có hàng ngoài. 4 cm này, cây nói chung là khá là đều, 23, 25 cm này, 4 cặp lá trở lên, dễ rất là đẹp. Về các bạn sang chậu trồng đây này, cho trang cái chậu mới này, đừng bóc cái này ra nhé, trồng nguyên như này, sau này nó dễ bán giống như dễ xì thế đa cái đè vậy, nó che hết cái chậu rồi đi, chúng ta sẽ không có nhìn thấy gì đâu. Các bạn cứ yên tâm, hàng rất là đẹp. Mình để ý thường thường cái cây màu trắng này, lá cũng gạo đẹp nhất, nó rất là dày. Đây là màu trắng, cây rất là đẹp. Và chúng ta chăm sóc sẽ có bông hương thơm đón Tết năm nay 2021 thì rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé.
Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Shop Có TV của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.